Có lẽ là mỗi người sẽ có một cái cách yêu thương để mà thể hiện cái tình yêu thương đó của mình. Và nhân chị Mộng Hoài nói tới vấn đề là chia sẻ và giúp đỡ thì trên trang Yêu Sài Gòn có một câu chuyện thấm đẫm tình người. Câu chuyện về một nồi cháo của một chị bán nước trong con hẻm ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Một nồi cháo thịt bằm giúp cho người khốn khó, nghi ngút khói hơn nửa năm nay. Cứ tầm 2 giờ trưa là nồi cháo của chị Hoàng Linh đã sẵn sàng ở đó. Chị tiếp thêm sức cho những cuộc mưu sinh. Những người nghèo cứ lẳng lặng cầm hộp nhựa tới đó, tự múc vừa phần mình. Một bếp than, một nồi cháo thịt bằm nóng, chiếc quạt cái ghế, đó là những thứ đã góp phần làm nên một câu chuyện đẹp đẽ giữa đời thường.